Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay em xin được báo giá tất cả các dòng xe đang được bày bán tại showroom. Đầu tiên là chiếc xe Volkswagen T1, một siêu phẩm đến từ Đức. Một chiếc xe 2019 nhập khẩu 5+2 được giao bán 1.490.000.000. Bên cạnh đó là chiếc xe GLS 450 sản xuất 2021 nhập khẩu từ Mỹ đã được lên form Maybach GLS 600. Xe chạy 3.000 cây được giao bán tại sàn ô tô thủ đô với giá là 5.950.000.000. Bên cạnh đó là chiếc xe Forerunner sản xuất 2015 nhập khẩu từ Mỹ với giá bán là 2.350.000.000. Bên cạnh đó là chiếc xe Maybach S400 sản xuất 2017 giao bán với giá là 5.950.000.000. Bên cạnh đó là chiếc xe Lexus 570 nhập khẩu Trung Đông được giao bán với giá là 9.950.000.000. Bên cạnh đó là chiếc xe Fortuner sản xuất 2021 đăng ký 2022 được giao bán tại sàn ô tô thủ đô với giá 2.890.000.000. Không thể thiếu chiếc Lexus sản xuất 2015 ES 250 được giao bán tại showroom với giá là 1.450.000.000. Và chúng tôi còn rất nhiều xe nữa bên trong. Anh chị em có nhu cầu liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0989980380, sàn ô tô thủ đô, số 3 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em.